Xin chào thân ái và các thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Tối Cố đây. Rất vui các bạn đã đến với Run City và xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Xin chân thành cảm ơn. Và video ngày hôm nay sẽ là một video thiên về phần là hướng dẫn và khám phá cho các bạn, không phải là một video series thông thường của chúng ta. Như đã hứa thì mình sẽ làm về một chủ đề có lẽ sẽ được rất nhiều sự quan tâm của các bạn, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu xem lượng food khi chúng ta cho một chú rồng từ level 1 và cho ăn lên level 70 là phải tốn bao nhiêu. Cũng có thể là nhiều bạn sẽ quan tâm tới từng mốc, như là mốc từ level 1 lên level 10, hay là level 15, level 20, cũng như là 30, 35. Và một số bạn thì sẽ quan tâm đến mốc là 40 trở lên. Thì đây sẽ là một video rất là bổ ích, các bạn có thể là tìm hiểu thêm hoặc lưu về máy để mỗi lần chúng ta cần thì chúng ta sẽ lấy ra, có thể bạn sẽ chụp hình lại hoặc là các bạn có thể là tải video xuống. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu video. Đầu tiên thì mình sẽ lấy một số tư liệu nha các bạn. Xin chào các bạn, và đây sẽ là những tấm tư liệu chúng ta gọi là bản hướng dẫn. Mình lấy từ trang Run City News. Đây là một trang cập nhật tin tức rất là chính xác, cũng như là rất là cảm ơn trang này đã mang đến chúng ta rất là nhiều gọi là bí kíp cũng như là những thông tin rất là bổ ích. Rồi, và đây sẽ là tấm bản đầu tiên cho phép chúng ta biết được lượng food khi mà chúng ta nâng một chú rồng từ level 1 lên level 20. Rồi, thì mình sẽ cùng các bạn sẽ cùng phân tích qua tấm bảng này các bạn. Rồi, và ở đây thì chúng ta đang có cột đầu tiên là cột level. Như các bạn đã biết thì đây sẽ là cột level từ mốc level 1 và lên những level cao hơn. Và cột thứ hai thì sẽ là lượng trái cây mỗi lần chúng ta cho chú rồng của chúng ta ăn ở trong mốc level đó. Thì tất nhiên thì chúng ta phải nhân 4 lần đi, bởi vì mỗi lần chúng ta cần lên cấp thì chúng ta phải cho một chú rồng ăn 4 lần. Nên cột thứ 3 sẽ là cột nhân 4. Và cột thứ 4 sẽ là cột tổng lượng food khi mà chúng ta cho ăn 4 lần ở một level như vậy. Và cột cuối cùng sẽ là tổng lượng food khi mà chúng ta cho một chú rồng ăn từ level này lên level khác. Giống như là việc chúng ta cho ăn từ level 1 là tổng lượng là 20, và lên level 2 thì cộng thêm là 40 nữa thì chúng ta sẽ có 60. Cứ như vậy chúng ta sẽ có lượng trái cây khi mà chúng ta cho một chú rồng ăn từ level 1 lên level 70. Thì tấm bảng đầu tiên này thì chúng ta sẽ có từ level 1 lên level 20. Chúng ta sẽ cùng khám phá nhé các bạn. Rồi, ví dụ trong đây thì chúng ta đã thấy được là từ level 1 lên level 20, tổng lượng food mà chúng ta phải tốn ở đây là 385,1k. Một lượng food cũng gọi là trung bình các bạn. Bởi vì ở những level này mình nghĩ là lượng food còn khá là ít. Và thường thường chúng ta hay cho những chú rồng chúng ta ăn lên các mốc là từ level 1 lên level 10 và level 10 lên level 15, cũng như là 15 lên 20. Thì bình thường thì chúng ta cho những chú rồng chúng ta không sử dụng lên level 10 chỉ tốn khoảng là, làm tròn các bạn, là khoảng là 17k food thôi các bạn. Rồi, thì nếu các bạn muốn tính lượng food mà chúng ta từ level 10 lên level 20 thì chúng ta sẽ lấy tổng lượng food từ level 20 là 385 này. Chúng ta sẽ trừ cho tổng lượng food khi mà từ level 1 lên level 10 là 16, 17k. Thì chúng ta sẽ ra được là lượng food chúng ta cần khi mà từ level đó lên level đó. Rồi, thì đây sẽ là một ví dụ như vậy. Và nhiệm vụ chúng ta trong video lần này chính là chúng ta sẽ xác nhận và kiểm tra lại về mức độ chính xác của những tư liệu, cũng như là chúng ta sẽ demo cho những chú rồng chúng ta ăn các bạn. Tất nhiên thì trong video của mình, vì lượng food chúng ta thứ nhất là không có đủ, và thứ hai là giới hạn rồng ta cao nhất là một chú Kratos 3 sao, nên mình chỉ có thể cho rồng chúng ta ăn lên cấp 55. Nhưng các bạn yên tâm đi, vì chúng ta trước đó chúng ta đã có một chú rồng Kratos cấp 70 bên nick 9 của mình rồi, nên sẽ không làm các bạn hụt hẫng. Vì mình đã trải qua cảm giác là chúng ta cho từ một chú rồng ăn từ level 1 và lên level 70 rồi, nên mình nghĩ mình sẽ có thể là làm tốt video hướng dẫn và khám phá ngày hôm nay. Và đây sẽ là tấm bảng thứ hai. Tấm bảng này cho phép chúng ta thấy được từ level là 21 lên level là 40 thôi các bạn. Và đây, lượng trái cây cũng đã rất là khám khá hơn nhiều rồi. Ở đây mỗi vòng thì chúng ta có thể, mỗi level chúng ta có thể thấy là cũng đã lên từ từ là 1 mê rồi các bạn. Từ level 30 trở đi thì đa phần là hơn 1 mê. Còn ở đây level 21 lên level 25 vẫn còn là hiền hậu, nhưng mà cũng khá khá rồi đó. Thì lên level 25 chúng ta phải tốn là gần 1,5 mê rồi. Nên việc chúng ta nâng rồng lên level 25 chúng ta cũng phải là suy nghĩ nha các bạn. Vì 1,5 mê phút đối với những người mới chơi thì nó cũng là cái gì đó rất là lớn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là lên level 30 đi các bạn.
Rất là nhiều người quan tâm việc chúng ta sẽ nâng một chú rồng từ level 1 lên level 30. Thì đây sẽ là câu trả lời của chúng ta là 5,3 mê. Tất nhiên thì tí nữa mình và các bạn sẽ cùng nhau để chúng ta sẽ nâng cấp những chú rồng lên. Và mình sẽ sẵn sàng là một cái máy tính ở bên tay phải của mình. Mình không biết là tay phải hay tay trái, nhưng mình sẽ cố gắng để chúng ta tính toán thật là nhanh và thật là chính xác, để chúng ta có thể là an tâm và sử dụng những cái tư liệu cũng như là bản hướng dẫn này nha các bạn. Rồi ở dưới đây là cấp 40. Thì bình thường những chú rồng chúng ta khi mà nâng max level mà không có sao, chúng ta sẽ lên được level 40. Như là những chú Herit mà chúng ta muốn yêu thích thì chúng ta có thể là nâng lên level 40. Vì thường thường thì ít khi mà chúng ta có Herit 4 sao đó các bạn. Ý là Herit có sao các bạn, một sao thì chúng ta nâng lên được là 5 level. Và sao thứ 10 sẽ là 10 level, khi đó chúng ta có thể là đạt được level 70. Rồi và đây sẽ lượng phút khi chúng ta nâng từ level 1 lên level 40 sẽ là 23,7 mê các bạn, làm tròn là 23,8 mê. Và tấm bảng tiếp theo là tấm bảng thứ 3. Nói chung là tấm bảng rất là đẹp các bạn. Đây cũng là công sức của, nói chung là người biên soạn đã giúp đỡ cho chúng ta những cái thông tin tư liệu rất bổ ích này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến lại trang Rolling City News. Nếu các bạn chưa biết thì các bạn hãy lên Facebook và cập nhật trang đó để có thêm là nhiều tư liệu cũng như là nhiều hướng dẫn hay nữa. Và đây mình sẽ nói sơ qua là từ level 41 lên level 80 thì chúng ta phải cần tổng lượng phút, gọi là từ level 1 lên level 60 đó các bạn, tổng lượng phút chúng ta là 82,3 mê, cũng bằng với lượng phút trái cây mà hiện tại mình đang có. Nhưng mà hiện tại thì mình như đã nói, chúng ta sẽ nâng lên là cấp 55 các bạn. Rồi và ở đây thì rất là nhiều rồi, mỗi vòng thì chúng ta cảm thấy là toàn là 2 mê, 3 mê không. Cũng nói chung là lượng trái cây chúng ta bỏ ra cho mỗi cấp nó là một cái gì đó rất là nhiều rồi. Ở đây các bạn thấy như vậy. Và tấm biển cuối cùng là cho những người mà chúng ta có sự kiên trì, chúng ta nâng sao cho rồng, chúng ta chịu khó, chúng ta kiếm thức ăn. Và một thông tin nữa, đó chính là việc mà mình nâng Kratos của mình lên level 70 hoàn toàn là cày chay cho các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm vào việc chúng ta tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ cần đến việc chúng ta biết được lượng trái cây chúng ta nâng cấp những chú rồng lên cấp 70 là bao nhiêu. Hoặc là một số bạn chúng ta gọi là coi để thấy được cái sự thú vị hay là như thế nào đó. Mình vẫn rất là ủng hộ các bạn, hãy cố lên nào. Thời khắc là điểm thì lượng phút mà chúng ta nâng từ level 1 lên level 70 là 112,7 mê trái cây thì các bạn. Đó là một lượng trái cây rất là khủng lồ. Bởi vì khi chúng ta nâng từ cấp 69 lên cấp 70 thì cấp 70 đã max rồi, thì chúng ta sẽ không tính cái phần mà cấp 70 nhân lên nha các bạn. Thì chúng ta hãy cứ tiết kiệm và sau đó chúng ta sẽ cho rồng ăn. Tạm biệt các bạn. Và thế là chúng ta đã trở lại trong video chính. Như các bạn thấy thì giới hạn rồng của mình cần thêm một chú rồng cấp 35 nữa thì chúng ta sẽ có thể là nâng lên nhà này lên max luôn các bạn. Và đây mình đã chọn được một chiến binh cũng giống như là trong những đợt bình luận trước. Nếu các bạn có theo dõi thì trong những tập trước trong series thì mình đã có một cuộc bình chọn giữa lại là bé chim cổ đại và thần sấm. Thì thần sấm đã đạt số phiếu cao hơn và chính thức trở thành chú rồng tiếp theo lên level 35 các bạn. Thực sự thì có lẽ thần sấm sẽ rất là biết ơn các bạn vì những lượt Voltai này. Còn lại thì chim cổ đại cũng đã lên được level là 30 rồi. Mình nghĩ bạn ấy cũng sẽ thấu hiểu cho chúng ta. Và thần sấm rất là vinh dự khi trở thành một gọi là chú rồng để có thể là demo trong video hướng dẫn và khám phá sau rất là lâu rồi chúng ta mới làm lại một video như vậy đó các bạn. Và lượng trái cây ở những level đầu tiên thì ở level 1 chúng ta đang cho ăn là 5. Rất là giống như trong tờ hướng dẫn luôn phải không nào. Và mình đã sẵn sàng cái máy tính trên tay. Nếu các bạn để ý thì có thể nghe được âm thanh của nó. Rồi level 3 của chúng ta sẽ là 20. Mình sẽ lấy cộng lại 5 cộng với 10 và cộng với 20. Lần này thì cộng với 40. Và sau đó thì mình sẽ lấy tất cả nhân với 4 để biết được lượng trái cây chúng ta cần nha các bạn. Và ở level 5 của chúng ta là 80 các bạn. Tiếp tục mình sẽ bấm là cộng 80 đây. Ở level này thì dường như là rất là đơn giản đối với mọi người, vì ai cũng có thể là rất là nhanh, chúng ta có thể là nâng cấp được khi mà mới vô game thôi. Và tiếp theo là 160, đang tăng lên theo cấp số nhân phải không nào. 320 vậy là nhân đôi rồi các bạn. Level 7, hay quá các bạn. Và chúng ta đang cảm thấy là một cái gì đó rất là tốt ở đây. Bây giờ là 650. 650 ở level 8, lượng trái cây cũng khá là ổn áp phải không nào. Tiếp theo sẽ là 1300. Thực ra thì 1K3 chúng ta hay nói là như vậy cũng không là vấn đề gì hết. Và chúng ta đang thấy là màn hình đang đứng đơ, thực ra thì tất cả là tại wifi đó các bạn.
thì mình sẽ tắt wifi để mọi thứ có thể là trơn mượt hơn. Người ta có câu là thắng bại tại wifi, đúng là không sai tí nào. Rồi, và đang ở level 9, thêm một level nữa chúng ta sẽ lên được level 10. Và mình đã cộng lượng trái cây vào rồi, chúng ta sẽ nhân 4. Và trên chiếc máy tính Casino FX570ES Plus của mình đã cho ra một kết quả, đó chính là 10.340 trái cây, tương đương với 10.3k trái cây đó các bạn. Và chúng ta nhầm lẫn một tí xíu, đó chính là chúng ta muốn tính lượng trái cây mà để cho rồng ăn lên level đó. Ví dụ là cho ăn lên level 10 thì chúng ta sẽ tính cái lượng phút mà cho ăn đến hết level 9. Nghĩa là trước đó chúng ta sẽ tốn 10.3k trái cây để chúng ta lên level 10. Cũng như ở những level khác thì chúng ta giống như level 30, chúng ta lấy lượng trái cây khi nâng từ level 29 đến hết level 29. Thì đó mới là lượng trái cây từ móc đó lên đó các bạn. Và chúng ta trừ ra cũng sẽ lấy móc đó nha các bạn. Bởi vì mới vô thì rồng của chúng ta đã sẵn là level 1 rồi, không tính lượng trái cây khi chúng ta từ level 0 trở lên. Vậy là chúng ta vừa tìm ra một sự thật, đó là tấm bảng đó đúng, nhưng ta phải biết cách là để chúng ta xem nha các bạn. Rồi, và bây giờ vì như thế rồi, mình sẽ lấy những tấm bảng đó mình để trên màn hình thì chúng ta cùng xem xét lượng phút khi chúng ta nâng lên. Thì trong đó máy tính cũng tính sẵn rồi, chúng ta không cần dùng đến chiếc Casino FX570ES Plus của mình nữa. Rồi, và bây giờ chúng ta đang ở level 13 thì không biết mình để cái hình ở bên đó các bạn có nhìn thấy là rõ không. Giờ chúng ta lên level 14 rồi, lượng phút chúng ta cần cho ăn là 4.750. Chúng ta sẽ đọc số cho chẵn các bạn. Ví dụ ở đây là 6.2 thì mình sẽ gọi là 6.2k. Thực sự thì từ level 1 lên level 15 thì chúng ta cũng không tốn quá là nhiều lượng phút lắm. Thì nhìn vô bảng trong hình thì chúng ta chỉ tốn khoảng là 70k trái cây thôi các bạn. Thì những lượng trái cây này chúng ta có thể là xem quảng cáo hay là xem trong sự kiện. Sẵn đây thì mình cũng nói về việc chúng ta kiếm phút thế nào để cho chúng ta nhiều nhiều một chút. Thì mình mặc dù là vẫn chưa có một video gọi là hướng dẫn cách chúng ta kiếm phút một cách là bài bản, nhưng mà chúng ta sẽ nói sơ qua lượng phút mà chúng ta thực sự bây giờ lượng phút rất là nhiều tập trung vào việc chúng ta xem quảng cáo. Thực sự là như vậy các bạn, xem quảng cáo có rất là nhiều phút, chỉ cần chúng ta là kiên trì chúng ta xem và chắc chắn sẽ lượng phút chúng ta sẽ không làm các bạn thất vọng. Rồi, và hơn nữa chúng ta sẽ kiếm phút khi mà chúng ta trong các sự kiện. Thì mình cũng đã có nói quy tắc rồi, đó chính là chúng ta cấp càng cao thì khi đó chúng ta sẽ có rất là nhiều phút khi chúng ta tham gia các event và sự kiện. Ngoài ra, một cách rất là phổ biến mà mình vẫn hay dùng, đó là chúng ta sẽ tích góp game mà chúng ta có được. Thì chúng ta sẽ chờ khi nào mà có giảm giá trái cây chúng ta sẽ mua. Và khi nào thì chúng ta nên mua, các bạn hãy để ý điều này. Đó là chúng ta phải có là đầy đủ, như là nhà ấp full rồi, có nhà trẻ, có cây cổ thụ tình yêu, rồi những một số hòn đảo chúng ta cũng mở khi mà có giảm giá các bạn. Thì khi đó mà chúng ta không cần là gọi là số game, chúng ta không có làm những cái công việc mà chính nữa, thì khi đó chúng ta có thể là mua trái cây. Nhưng một điều phải lưu ý nữa là chúng ta chỉ nên mua trái cây khi cấp chúng ta đã cao, khi đó lượng trái cây chúng ta sẽ tăng lên và chúng ta sẽ chờ có sự kiện giảm giá rồi mới mua nha các bạn. Thực sự là như vậy. Rồi, và hiện tại chúng ta đang ở là cấp 25 rồi. Nãy giờ thì các bạn có thể là quan sát từ việc chúng ta nâng cấp và từ cái bảng gọi là tư liệu, hoàn toàn nãy giờ thì chúng ta cảm thấy là rất là ok phải không nào. Tiếp tục sẽ là lên level 27. Lượng trái cây hiện tại mỗi lần cho ăn bây giờ là 145k. Bắt đầu là cảm thấy thốn rồi các bạn. Và nhìn lên trên bảng phút chúng ta đã thấy được cái lượng trái cây chúng ta bỏ ra nãy giờ cũng đã lên đến khoảng tầm là cũng đã gần 3 mê 4 mê rồi các bạn. Đấy, chúng ta có thể nhìn trên màn hình thì ban đầu lượng trái cây mình là 80 mấy đó, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 79.6 mê thôi. Và lượng trái cây này sẽ tiếp tục giảm vì chúng ta sẽ nâng một chú rồng lên cấp 55. Và như các bạn đã biết rồi, từ level 1 lên cấp 55 nếu mà chúng ta không tính bị gián đoạn, đó là việc chúng ta sẽ nâng thần sấm lên cấp 35 và từ cấp 35 của Kratos chúng ta sẽ nâng lên cấp 55. Và đó cũng là chuyên mục chính trong video lần này. Và các bạn, mặc dù đây là một video hướng dẫn và khám phá, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện trong việc là chúng ta trong series Run City nhé các bạn. Nên nếu bạn nào mà kiểu như là không có theo dõi tập này, rồi các bạn thắc mắc là ồ anh ơi, sao con Kratos cấp 35 mà anh nâng lên cấp 55 khi nào vậy, em không có biết. Thì câu trả lời của mình sẽ là trong video này, vì thực sự thì nó cũng có một mối liên kết đó các bạn. Rồi, và chúng ta đã nâng cấp thần sấm lên level 35 và lượng trái cây chúng ta đã bỏ ra là gần như là 11 mê các bạn. Chúng ta sẽ làm tròn. Đúng là như vậy, hiện tại lượng trái cây chúng ta đang có là 72 chấm, còn lại đó các bạn là 72.8. Chúng ta cộng vào 11 mê thì sẽ ra được cái lượng trái cây gần như là ban đầu. Và chúng ta đang thấy được skill của thần sấm
Rất là ok các bạn, chúng ta đang có hai tuyệt chiêu là có dấu cộng và một tuyệt chiêu gọi là hệ lệ gành này thì mạnh rồi, không cần phải dấu cộng. Vì mình cũng gọi là train chiếu rất nhiều lần rồi, mình hiểu những cái tuyệt chiêu này và cũng gọi là cũng nhớ sơ sơ về những cái móc sát thương của nó. Thì đối với bé thần sấm này có ba chiêu như vậy là rất là ổn áp rồi, hai chiêu đầu và chiêu cuối, còn chiêu thứ ba thì cũng ok luôn. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với rồng pha lê xanh. Mình đã quyết định cho rồng pha lê xanh sẽ là ứng cử viên tiếp theo. Nhưng mà hiện tại chúng ta cần phải là mở giới hạn level thì chúng ta mới có thể nâng được. Và thời gian chờ mình cũng ước tính là không trên dưới 2 ngày các bạn. Vì đây là nhà lên level cuối rồi, nên mình nghĩ là sẽ chờ rất là lâu. Chúng ta sẽ xem là bao nhiêu đây. Rồi, và chúng ta phải chờ 2 ngày các bạn. Và lượng game để skip qua là 48. Và hiện tại chúng ta đang làm một video hướng dẫn và khám phá, thì không lý do gì mình lại bắt các bạn chờ. Và chúng ta sẽ gọi là skip game luôn các bạn. Thực sự thì bây giờ mình đang có là hơn 900 game rồi, và cụ thể là 938 game. Và mình cũng không tiếc để skip game trong một cái video mà hướng dẫn quảng cáo này. Mình sẽ bật wifi lên các bạn. Lúc này chúng ta tắt wifi bởi vì chúng ta cũng là muốn mạng yếu ảnh hưởng vào. Thì bây giờ mình sẽ mở wifi lên để chứng minh rằng video mình làm là làm thật và skip thật nha các bạn. Chúng ta sẽ không có những cái yếu tố mà nó mang yếu tố hư cấu nha các bạn. Những cái video mình làm đều rất là chân thật. Và làm đến đây rồi, xem đến đây rồi thì các bạn thấy video của mình làm rất là có tâm hay là hay, thì các bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đó sẽ là động lực để mình làm thêm nhiều video mới hay hơn. Xin chân thành cảm ơn. Và rồi, chúng ta đã vừa skip qua là 48 game. Tuy nhiên thì không biết mạng wifi chúng ta đã mở lên để lưu chưa, nhưng mà tình hình mạng yếu vẫn cứ là mạng yếu. Nhưng không sao đâu các bạn, chúng ta vẫn tiếp tục là cuộc hành trình chúng ta nâng cấp cho rồng. Thì hy vọng lát nữa thì chúng ta, khi mà chúng ta đã làm xong rồi, thì mạng sẽ bật lên và lưu chúng ta luôn. Rồi, và hiện tại mình đang còn là 890 game. Và hy vọng rằng lượng game này mình sẽ có thể là sử dụng vào một vị gì đó bổ ích. Nhưng nếu tình hình một thời gian dài mà chúng ta không có gọi là nhiều trái cây thì có lẽ mình sẽ tiếp tục là mua trái cây. Rồi, và chúng ta đang thấy là chú Kratos rồng pha lê xanh của mình đang là cấp 35 và 3 sao ở nick phụ nha các bạn. Đây là nick phụ mà nick mà chúng ta đã làm trong series rất là nhiều, các bạn cũng đã quen thuộc với chú Kratos này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là hành trình chúng ta nâng từ cấp 35 lên cấp 55 nha các bạn. Chúng ta cứ mặc định là giống như chúng ta đang nâng từ level 1 lên level 55 đi, vì thực sự thì nó cũng giống nhau thôi. Bây giờ chúng ta đang là lượng trái cây mỗi lần ăn là 475, tiếp theo là 495. Nhìn vào trong hình thì các bạn có thể thấy là rất là chân thật, vì mình và các bạn đang cùng theo dõi và chúng ta đang cùng là kiểm chứng. Rồi, cấp 38 rồi, lượng trái cây mà chúng ta bỏ ra nãy giờ cũng kha khá đó các bạn. Tiếp tục mình sẽ không lùi bước. Và lượng trái cây mà mình đang có 80 máy mê đó các bạn, là 81 hay là 83 hay gì đó, thì do lúc đó mình quay quảng cáo và rất là hên. Trong lòng mình cứ nghĩ là mình muốn làm một video kiểu như vậy, kiểu như thế này, là mình muốn có một cơ hội nào đó để làm video review về việc chúng ta cho rồng ăn từ level 1 lên những level cao, thì mình cần có một lượng phút rất là cao luôn. Thì mình đã thầm là suy nghĩ và thầm cầu mong mình sẽ quay được giải thưởng cao nhất lúc đó là 81,5 mê. Và đúng là ông trời không phụ lòng người, và chúng ta đã có thể là quay ra rất là một cách cực kỳ thần kỳ luôn các bạn. Rồi, và đó là câu trả lời tại sao mình lại có một lượng trái cây nhiều như vậy. Còn ở nick chính của mình thì đó là chuỗi ngày mà mình đã lăn lộn để chúng ta có thể là kiếm những cái lượng game từ việc cày chay, rồi từ việc chúng ta làm táp, rồi mình lại tiếp tục là mình tích góp, mình chờ sự kiện, mình mua trái cây, rồi mình lại cho ăn từ từ. Và thế là mình đã có thể là đạt được một cái thành tựu vô cùng là bất ngờ các bạn. Và thời gian mình chơi cũng không phải là quá lâu đó các bạn, nhưng mà chúng ta sẽ có thể là trưởng thành hơn sau từng ngày và cố gắng. Rồi, và rồng pha lê xanh ta vẫn đang lên cấp một cách chậm rãi, bởi vì đây là video chúng ta quan sát một cách kỹ lưỡng nên mình sẽ không vội vàng, và chúng ta cứ từ từ. Và lượng gọi là lượng trái cây nó cũng lên, cũng không là ít, nhưng mà lượng trái cây mỗi lần cho ăn thì nó nhiều, 720 715 lên 720. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta tốn cũng khoảng tầm, mình nhìn bên đây là khoảng tầm là gần 30 đó các bạn. Và level 50 rồi, level 50 chúng ta đã cho ăn từ level 1 lên level 50 là 48,6 mấy trái cây nếu mình không nhìn nhầm. Đấy là một quá trình, mình khẳng định là như vậy. Rồi, và bây giờ chúng ta tiếp tục trên con đường là nâng lên cấp 55 và đang ở cấp 51. Thật sự rất là vui. Và có lẽ là sau video hướng dẫn hôm nay thì trong những video gọi là video series sau thì Kratos và sức mạnh của nick phụ của mình đã lên một tầm cao mới.
Thực sự thì đó là nick chúng ta làm series. Và các bạn sẽ rất là bất ngờ trước sức mạnh của rồng pha lê xanh. Và tại sao mình lại lựa chọn rồng pha lê xanh để nâng cấp thì chắc hẳn các bạn đều đã có cho mình một câu trả lời rồi. Và chúng ta đã xong rồi các bạn, bé Kratos chúng ta đã lên được level 55 và những gì chúng ta đang kiểm chứng thì hoàn toàn là chính xác các bạn. Nếu các bạn vẫn còn muốn kiểm chứng từ level 55 lên level 70 thì các bạn có thể là xem lại những video trước của mình. Mình có gọi là những cái đoạn mà chúng ta nâng cấp cho bé Kratos bên nick chính lên cấp 70 thì mình vẫn còn lưu lại những cái dấu ấn đó, chúng ta có thể là xem lại để gọi là có thêm được những cái sự mà chắc chắn hơn. Nhưng các bạn yên tâm, bây giờ mình sẽ, sau khi chúng ta đã review xong nick phụ rồi thì chúng ta sẽ qua bên nick chính để thăm lại bé Kratos cấp 70 của chúng ta nha các bạn. Phải nói là của mình và tất cả mọi người, vì tất cả mọi người chính là niềm động lực đã truyền cho mình và để mình có thể là vững bước ta hoàn thành được một cái sứ mệnh to lớn. Hi hi. Rồi còn bên đây thì mình nghĩ là mình sẽ cho Overclick lên 3 sao. Vậy là nick phụ chúng ta rất là nhanh các bạn, nick phụ chúng ta rất là nhanh đã có Overclick 3 sao rồi. Còn nhanh hơn cả nick chính của chúng ta hồi đó nữa các bạn. Thực sự thì nếu chúng ta chơi nhiều chúng ta sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm. Mà cái lần mà mình chơi nick chính thì lúc đó mình cũng như các bạn là những người mà chúng ta mới chơi lần đầu đó các bạn. Và thực ra thì trong khoảng thời gian chơi đó mình đã học được rất là nhiều kinh nghiệm, nên nick chính cũng là nick đầu tiên mình chơi. Và sau đó mình đã chơi lại nick phụ trong series thì các bạn có thể thấy là mình còn gặt hái được rất nhiều thành công hơn cả là nick chính. Phải nói là chúng ta càng chơi càng có kinh nghiệm mà. Rồi trước khi chúng ta qua nick chính và thăm lại bé Kratos thì chúng ta sẽ... Rồi các bạn thấy chưa, wifi của mình đã được bật thì nãy giờ dữ liệu chúng ta đã lưu hoàn toàn là đã lưu rồi các bạn. Rồi và lần này chúng ta sẽ có thể là chứng kiến sức mạnh của Kratos 3 sao cấp 55 vẫn chưa phải là 5 sao, nhưng lượng máu chúng ta đang có là 140k với lại cái luật là chúng ta được búp lên sức mạnh lượng máu các bạn. Và lượng đam của chúng ta cũng không là thua kém đâu các bạn, chúng ta đam mỗi lần là bao nhiêu đây, 42k với lại một đòn đánh, đòn đánh thường đó các bạn. Đòn đánh này là 47k, là đòn đánh thuộc về hệ chiến binh. Còn đòn đánh này thì sao, rất là hủy diệt các bạn, 50k chúng ta có thể là solo luôn với lại 1 cân 3 các bạn. Thực sự thì đây là sức mạnh mà chúng ta đang tìm kiếm, mới chỉ là 3 sao thôi các bạn, thì chúng ta nâng lên 5 sao nữa thì lại càng mạnh nữa. Rồi và như thế chúng ta có thể là an tâm và chuyển qua nick chính nha các bạn. Vậy là chúng ta đã qua nick chính rồi các bạn, level 72, và chúng ta có thể thấy là rất là nhiều hòn đảo, cũng như là mình đang có là hình như là 8 hòn đảo. Và thực sự thì mình có thể là mở hòn đảo thứ 9, nhưng có lẽ chúng ta đang còn rất là dư đất đây nên mình cũng nghĩ là chưa cần phải vội một phát thu hoạch là hết luôn. Ở nick chính có một cái điều mà rất là vui, đó là chúng ta có một cây cột mà khi chúng ta bấm một phát là chúng ta có thể là thu hoạch hết luôn. Rồi đây, đâu rồi, bé Kratos 70 chúng ta đang ở đây. Đây chính là rồng giáp pha lê mình đã trang bị bộ giáp cũng như là level 70 maximum luôn nha các bạn. Bản đồ tư liệu cuối cùng cũng đã hiện ra, thì chúng ta đang thấy là chúng ta đã có một chú Kratos 70 và phải trải qua một cái hành trình rất là dài luôn các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy rất tự hào và rất là vui. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể thấy được lượng máu và lượng sức đánh của rồng giáp pha lê rất là trâu rồi. Thế là chúng ta sẽ cầm rồng giáp pha lê cấp 70 và chúng ta sẽ vào để quẩy ranh. Ở đây ngoài ra chúng ta đang có thêm là một chú Orbit Dragon 4 sao cấp 55. Sau một khoảng thời gian gọi là mình cũng có thêm một ít trái cây nữa thì mình đã nâng cho Orbit. Và đây là Overclick 3 sao cấp 40. Và đây chính là 3 chiến binh mạnh nhất của mình ở bên nick chính nha các bạn. Thực sự là như vậy. Ngoài ra thì chúng ta đang có cơ hội là sắp sửa nâng thêm là bé Overclick lên 4 sao. Còn với lại Orbit thì chúng ta vẫn đang là nâng mạnh. Và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có bộ 3, chúng ta sẽ có là Kratos 5 sao, chúng ta sẽ có Overclick 5 sao và Orbit 5 sao luôn. Nhưng mà việc mà chúng ta phải kiếm trái cây cho rồng cũng là một câu chuyện rất là nan giải. Nhưng mình nghĩ từ từ chúng ta sẽ được, chúng ta không thể vội vàng được. Và như vậy. Rồi và đây thì các bạn thấy là chúng ta đang thiếu một chú Overclick nữa thôi, chúng ta có thể đã nâng lên 4 sao rồi. Mình sẽ trông cậy vào chú Overclick này. Và đây là khoảng thời gian chúng ta sẽ bút tháp cho những chú rồng và vào đây quẩy răng đó các bạn. Thực sự thì không cần búp thì Kratos của mình cũng đã đủ mạnh rồi, nhưng chúng ta búp lên để thấy được cái sức mạnh mà tổng quan của rồng giáp pha lê đó các bạn. Với 2 đòn đánh đã có thể là hạ gục một đối thủ rất là dễ dàng. Ở đây thì chú Kratos 4 sao level 47 này phải gọi chúng ta là anh trai đó các bạn, gọi là brother, bởi vì sức mạnh chúng ta đang quá là lớn rồi.
và kể cả chú Dragon này cũng không là gì so với một đòn đánh thì đã ngủm rồi. Vì tình trạng hơi lát nên mình đã bỏ qua một số trận đấu, nhưng sau chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo, một cú đấm và gần như là đã tiễn nhìn nhện lên bàn điểm số. Với một cú đấm còn lại, đây là một vinh dự khi nãy có thể chịu được hai đòn đánh. Rồi và dòng Giáp Pha Lê lại tiếp tục một cú đánh 100k, và lúc nãy nhìn nhện mà gặp cú đấm này thì có lẽ nhìn nhện đã không thể mỉm cười như hôm nay. Một đòn đánh nữa đến từ Rotos và đã có thể là xử lý nhanh gọn lẹ ba đối thủ. Phải nói là sức mạnh của chúng ta được đền đáp sau bao nhiêu là mồ hôi nước mắt chúng ta để ra thì điều đó hoàn toàn là xứng đáng các bạn. Tiếp tục là dòng Giáp Pha Lê đã đụng độ với một trong tứ thánh thú. Sức mạnh mà chúng ta đang nắm giữ là quá lớn. Tiếp tục lại là một chú rồng và chúng ta đã có thể là một đòn đánh mà cùng hệ nên không gây sát thương, nhưng mà lần sau sẽ không may mắn như lần trước đâu. Rồi và chúng ta đang gặp một chú rồng điện. Nói chung là những chú rồng này nếu mà so ra thì cũng rất là mạnh, nhưng mà do chúng ta đang sở hữu một Kratos quá là mạnh đi nên các bạn có thể thấy là những đối thủ phải e dè trước sức mạnh khi được búp tháp của chúng ta và đang có là búp môi trường đó các bạn. Và thực sự như mình đã nói là chúng ta không cần búp tháp thì sức mạnh của Kratos cũng đã mạnh sẵn rồi, khi mà chúng ta đang có trong tay là một Kratos 70 năm sau top này. Một đòn đánh, những đòn đánh ta nhiều lúc thì chúng ta cũng lên được khoảng tầm 100k đó các bạn, có khi là hơn. Đây là những đòn đánh thường đó các bạn, nếu mà chí mạng nữa thì các bạn có thể hiểu là sức mạnh của nó cũng phải là tương đương rất là lớn rồi. Rồi và chúng ta cũng gặp thêm một chú rồng cũng rất là mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn xử lý được rất là ok. Và đây, rồng tiên nhân năm sao cấp 70 đụng độ rồng Giáp Pha Lê 70, nhưng mà rồng Giáp Pha Lê nói không. Rồng tiên nhân bất chợt bối rối vì đây là thành quả mà mình đã lai ra cùng với lại rồng qua sao, một chiến binh quá là mạnh đi. Và giờ là sư tử cuồng nộ, sư tử cuồng nộ một sao cấp 40 cũng không thành vấn đề các bạn. Và thế là chúng ta đã xử lý nhanh gọn lẹ những cái trận đấu với sức mạnh của Kratos, rồng Giáp Pha Lê cấp 70 và 5 sao. Đấy, một lượng phút mà chúng ta bỏ ra rất là xứng đáng phải không nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh trong Language các bạn. Chúng ta sẽ đặt vào đó là đội hình mạnh nhất của mình, đang có là rồng bóng đêm và rồng mùa thu. Có lẽ rồng Giáp Pha Lê sẽ không để cho hai chú rồng kia có cơ hội rồi, vì anh ấy không dễ dàng bị hạ gục đó các bạn. Và đây là một chú Heroic cấp 35, nhưng mà cũng rất là kinh hãi trước sức mạnh của rồng Giáp Pha Lê. Và đây một chú rồng Pha Lê xanh đang có là 4 sao và cấp 35, đang trên con đường trở thành một thủ lĩnh Kratos giống như chúng ta. Tiếp theo là một chú Heroic có hệ băng khắc hệ nhưng lượng sức mạnh vẫn chưa đủ. Rồi và rồng Giáp Pha Lê chúng ta đã giành chiến thắng, một trận nữa thôi chúng ta sẽ chiếm được là 4 game. Ở trên những mốc này mình đã đánh rất nhiều rồi nên mỗi lần chúng ta đánh xong chúng ta sẽ có 4 game thay vì là 3 game các bạn. Và một đòn chí mạng 182k quá là dữ dội đến từ vị trí của rồng Giáp Pha Lê. Và đấy là sức mạnh mà chúng ta có thể thấy là rất là kinh ngạc phải không nào. Roger tiếp tục là một đòn đánh cũng trên 100k luôn. Rồi và có lẽ video của mình sẽ kết thúc tại đây, vì chúng ta cũng đã biết thêm được rất là nhiều điều mới mẻ từ video hướng dẫn và khám phá rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và nếu các bạn thích những video như vậy thì đừng quên để lại bình luận và cho mình biết ý kiến của các bạn là như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.